Di động thông minh, bán lẻ iPhone, iPad uy tín toàn quốc. 30 triệu mua iPhone 12 Pro Max không ta? Mua. Nhưng mà mày làm gì có tiền mà mua? Nè. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đi Review. Bỏ 30 triệu cho một chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max, liệu bạn có thấy quá đắt? Cá nhân mình thì câu trả lời chắc chắn là có, vì mình sẽ không bao giờ bỏ 30 triệu cho một chiếc điện thoại đâu. Và nếu bạn cũng có cùng câu trả lời với mình thì hãy theo dõi video ngày hôm nay để xem rằng với 30 triệu thì chúng mình có thể thu về những món đồ công nghệ xịn sò nào khác nhé. Take a trip to my... Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì mình muốn bật mí một xíu là tất cả các sản phẩm trong video đều đang được phân phối tại website di động thông minh với mức giá cực kỳ ưu đãi. Mình sẽ để đường link dưới phần description box để các bạn có thể truy cập và tham khảo nhé. Nếu bạn là một fan ruột của nhà táo và muốn trải nghiệm con chip A14 với tốc độ siêu nhanh cùng camera góc siêu rộng và với mức giá mềm hơn khá nhiều thì iPhone 12 mini chính là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Với mức giá chỉ khoảng 17 triệu đồng thôi và 13 triệu đồng còn lại, bạn sẽ mua gì đây? Nếu như bạn đang mong muốn có một thiết bị có màn hình lớn hơn để trải nghiệm xem phim này, chơi game được đã hơn thì hãy tậu ngay cho mình một chiếc iPad. Với mức giá dưới 13 triệu đồng thì bạn có rất rất nhiều lựa chọn từ iPad 10.2 này, iPad Pro 9.7, iPad 2018 hay là iPad Air 3. Thậm chí chỉ thêm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu nữa thôi thì bạn hoàn toàn có thể có cho mình chiếc iPad Air 4 vừa mới ra mắt vào tháng 9 năm 2020. Nếu bạn không phải là một fan của nhà táo thì cũng chẳng có quá nhiều lý do để bạn bỏ 30 triệu đồng mua về chiếc iPhone 12 Pro Max. Thay vào đó, bạn có thể trải nghiệm công nghệ cao với chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Với chiếc điện thoại này thì bạn sẽ có một màn hình lên đến 6.9 inch với tần số quét 120Hz, điều mà hiện tại thì nhà táo vẫn chưa làm được kể cả với dòng iPhone 12 năm nay. Thêm vào đó, thời lượng pin của chiếc Note 20 Ultra còn lên đến 4.500mAh và với mức giá chỉ 22 triệu đồng cho bản 4G và khoảng 25 triệu đồng cho bản 5G, mềm hơn rất nhiều so với iPhone 12 Pro Max rồi. Vậy thì phần còn lại, dành tiền để mua gì? Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc tai nghe thì Samsung Galaxy Buds Live mới ra mắt năm 2020 cũng sẽ là một sự ưu tiên để hoàn thiện hệ sinh thái, mang lại trải nghiệm giải trí tuyệt vời hơn rất là nhiều. Với mức giá khoảng 2.700.000 thì đây sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Tóm lại thì với 30 triệu đồng, cá nhân mình sẽ không bỏ ra để mua một chiếc điện thoại iPhone 12. Thay vào đó thì mình có thể mua nhiều thiết bị hơn để đa dạng hóa những thứ mà mình sử dụng. Hoặc đơn giản, mình sẽ dành 30 triệu đó để đi du lịch xả stress chẳng hạn. Nhưng đấy là trong trường hợp mà mình có tiền thôi. Còn với các bạn thì sao? Các bạn liệu có sẵn sàng bỏ 30 triệu để mua một chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max? Hãy comment xuống bên dưới để cho mình được biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của DReview để cập nhật những tin tức mới nhất về công nghệ trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!